Xin chào anh em và các bạn yêu mô tô trên toàn quốc. Sau một quá trình anh em làm video thì em đã kiếm thêm một người vợ nữa, nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn đâu. Anh em thấy là một chiếc xe đầy tràn đầy công nghệ của Yamaha. Anh xem. Anh em phát âm, anh em gọi theo tiếng của anh em. Của Yamaha và động cơ của em này là 125. Đúng rồi đấy. Anh em xem cái mặt trước này, nhìn rất là lì lợm, hầm hố và cơ bắp. Em thì chỉ có hơn 50 cân một tí thôi, nhưng mà cưỡi cái con xe này cũng nó cũng không nuốt đâu. Bởi vì là em mà phối đồ hay cái đồ cổ mới các cái loại lằng nhằng, dép cao su, mũ cối là đi được hết. Tổng quan chung thì cái mặt trước này về mặt tạo hình thì nó hơi đơn sơ một tí, nhưng mà nhìn nó rất cơ bắp, đèn thì cực sáng luôn. Là khóa mà từ nhá. Đấy, anh em chỉ việc cầm chìa khóa đứng cạnh nó cảm biến được thôi. Đấy. Có phải so với lít thì không thể bằng được, nhưng mà rộng và cải thiện hơn rất nhiều con xe khác của Yamaha. Để được một cái mũ lớn với một cái mũ bé thôi. Tem bảo hành. Cho anh em xem cái phần ống xả một chút nhá. Vành bánh thì là đang là cỡ 12. Đấy, cùng với cỡ phở lai luôn. Một hồi vài hôm nữa em sẽ rửa sạch sẽ tay và đi bốc cái biển, mong làm sao có một cái biển nó cái số nó dễ nhớ một chút. Bây giờ cũng không cần phải số đẹp mà số dễ nhớ. Đấy, ông nào mà thích Yamaha thì có thể cưới một em như thế này. Đấy. Qua quá trình làm YouTube và xây dựng kênh em cố gắng lắm thì mới cưới được một em như vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi là đăng ký kết hôn và hợp lý hóa cái biển thôi. Vâng, xin chào và cảm ơn anh em.